shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Let's go. Anh chạy qua nhà. Một đứa trong nhà, một đứa trong nhà mày đứa ơi, một đứa trong nhà nhá. Nốc. Lên bảng. Xin bắn cover tao để tao chạy. Đâu thế? Cả gà cũng có cơ. Xem nó chạy kìa. Ai đây? Hạ chưa? Hạ chưa? Bông con máu không? Què nó, một đứa trong nhà, một đứa trong nhà. Đã đứng trong nhà này. Vào nhà, vào nhà, vào nhà gà mấy đứa ấy. Một đứa, một đứa. Mình thấy anh nghe nó bắn vỡ đầu. Không sao, nó ngồi ngay từ một mà. Đây này. Ra bên này, ra bên này. Anh vừa thấy đây luôn. Nó chạy rồi, chạy rồi. Sau nhà. Để qua mọi người. Đây này, sau nhà, thằng bé sau nhà. Mẩy gãy, dựng bóng keo à? Ghê luôn. Dựng bóng keo nổi không? Wave vừa chạy qua. Hay, được. Thằng bé gục luôn. Gục ngã trước cánh cửa. Rồi ạ, ông bà đã khách nhỉ. Cảm thấy. Ngủ đi Long ơi, ông bà bảo cháu đi ngủ đi kìa. Ngủ đi, mai đi học em ơi. No. Mai em quyết định là nghỉ học. Sự lựa chọn này rất đúng đắn. Có một thằng đàn ông. Đàn ông là gì? Đàn tôi thấy gà nhà, gà nhà Long nó gáy kìa. Trời sáng rồi à em? Không, anh nghĩ là con gà nó bị ngáo. Em không. Mày chết mẹ. Ba lô mình chứa gì đâu mày. Chết ba lô nhỉ. Hai bình máu. Một quả mìn. Đi mày đứa ơi, bây giờ có hầm sát này đủ. Bọn đây clear nhau gắt vậy. Mục tiêu cổng phải có một team này. Giờ biết. Trong đầu óc lúc nào cũng simple love. Nhà tiên tri vĩ đại. Am Trần Tiger. Am Sĩ Tiger. À đâu, Sĩ Tiger, quên. Am Sĩ Small Tiger. Đấy, em có biết không? Con mèo ở đây gọi sẽ là tiểu hổ anh tuổi mèo. Thì có thể gọi là Am Sĩ Small Tiger. Nghe kiểu điêu điêu thế nào em ạ? Một đứa bên dưới. Thằng này bị ngáo nha, một thằng bên dưới bị ngáo. Tập thùng dầu chạy. Nó ngáo nặng chưa em? Mày ngáo này. Cái cân 4 ấy. Mày ngáo này. Này thì thùng dầu chạy này. Gánh gánh tim nha. Thùng rác màu xanh hướng SVK. Ai thế rồi? Làm gì đây? Đưa một viên nó gục. Long ạ. Khổ thân Long bắn nãy giờ một viên nó gục. Em bắn một phát vào đầu đấy. Nó đang nhiều máu rồi. Mày không, mày không, mày không. Nhà nào ta? À, đây đây rồi. Đây rồi, gục. Hay lắm. Thằng nào nữa ta? Em bắn thằng trên nhà. Gần rồi nó. Gần nó. Nhà lớn bên này có một đứa này. À đủ. Nhà nhà này cũng có, nhà gà cũng có người luôn. Nhà gà cũng có này. Vỡ đầu. Chết rồi, chết rồi. Hết rồi, hết rồi. Xíu không? Đâu, 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 đâu. Cứu thằng Long làm gì để cho nó gáy nhỉ? Nhanh nhanh sang đây, sang đây, sang đây. Nhà chữ L nha, nhà chữ L anh vừa hạ một đứa. Cẩn thận cho nó cứu đây, nhau á. Chỗ nào vậy? Đã còn đấy hả? Đâu 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 em. Mày anh kiếm cây mà bơi mưa đã nào. Em ở xuống. Cái gì đấy? Hãy chạy nhanh hả em ơi. Nói speed. Xì ai, tí anh tố cáo mày hết speed nhá. Chả hiểu anh cái gì. Chạy nhanh thật. Ở bên này có một đứa này. À, nó gục rồi, nó gục rồi. Có xe này. Chỗ nào đây? Xe tìm mình hay tìm địch vậy? Tìm địch. Tìm địch à? Thật à? Đủ. Anh tưởng tìm mình chứ. Đi em này. Xe nó, xe nó. Xe nó mấy đứa ấy, xe nó. Em không hề lag. Máy nó lag em ạ. Điện thoại nó lag thôi chứ em lag thế nào được. Đứa nào, đứa nào vừa vết xe đấy. Nhà gỗ, nhà gỗ. Qua nhà nào rồi? Anh đây này. Bờ rào xong, bờ rào đứng. Thế rồi, thế rồi, thế rồi mày, thế rồi mày. Mày chạy à? Mày chạy à? Gục. Lên bả đi. Có một cháu. Lên bả đi. Cô bé em hình trên nhà này. Nhà nào ta?
Đây cái chảo phát. Xong rồi. Thế con dao được. Thằng trên nhà nó ra đi rồi hả em? Không, anh có một đứa nó chạy rồi. Đây. Cái góc phía sau. Đây. Đây, bên đây, bên đây, bên đây. Thấy ho xìu chán thế. Đuổi nó. Đuổi nó. Nó đâu mày? Tao. Nó chạy nổi không? Nó chết chưa vậy em? Chưa. Chắc chưa. Ui, nó dựng con kèo này. Dựng làm sao? Dựng của gì đấy? Ui rồi, ôi thằng này khổ thế. Cuộc sống khổ sở. Anh sở giáp đã. Anh nhớ là có một đường hướng 330 đấy mà. Còn đứa nữa. Đẹp này chẳng có yêu. Mình tính tự chỉ cho chỗ nào ta. Anh chết nhà lại gà thì coi. Anh cũng thấy mà. Em biết lịch sử của tao là tốt, không kêu mấy lần rồi. Chỉ có dân đúng chơi mới làm được điều đấy. Mày rồi, con lợi nhận. Nhà máy điện mấy đứa ơi, một đứa một đứa. Nhà máy điện, ngay cái tham nhà máy điện nhá. UV con trở nên lên. Mày phá. Nó phá UV thật à? Mày phá thì mày chạy đi đâu? Anh em qua quay nó, ngay cái chỗ tham nhà máy điện nhá. Quên nó, quên nó. Con tháp đưa này. Nó chạy rồi, có thể nó chạy lên đồi em ơi. Em té ra tạ ra. Làm sao? Tuổi gì? Bọn rơm rơm. Chỉ nhìn thế, thằng này hack giống thằng Si rồi. Đi tô cá nó. Cả mày đấy. Làm chuyện quá mày đứa ơi. Sự thật. Con lận luôn. Đi hack speed. Anh em đang so tranh căng thẳng một mình bố đi phi sang bên chỗ sưởng cơ khí. Sao nó bảo? Sao nó bảo là em đang ở sưởng rồi? Đủ một kiểu ngạc nhiên. Lúc tao mua khẩu AK thì tao cá thấy. AK dùng để mà đứa mua ở đâu vậy? Anh mua chỉ có mỗi AK lửa đỏ thôi. Giờ hết bán rồi đúng không? Đúng rồi. Hàng limited, không ạ? Hello bebe, thấy rồi anh em ơi. Bắn con đi lại trên tròi. Trên tròi hả? Thế nó chết rồi. Nó chết rồi. Em bắn có lỗ được này. Được. Làm sao đây? Làm sao đây? Cái đầu, cái đầu. Cẩn thận vỡ đầu nha. Cái đầu, cái đầu. Cái đầu. Ui rồi bắn vỡ đầu liên tục em ạ. Quả này rơm rơm. Cùng một đợt đây. Đậu xanh này vỡ đầu. Xong. Hai đứa ra đi cả hai. Dần ba. Đến lúc được. Biết ngày tốt một con kim. Còn sao đó Si ạ? Còn mọi chuyện bên mày. Rồi sẽ ổn thôi Si ạ. Thả tốt một. Thả tốt một. Còn mấy thằng cuối là chết không kêu. Mấy thằng cuối chắc là ở xưởng sửa này rồi. Đây mày, ui. Vãi cả thằng này. Nó nhảy ngay trước mặt anh luôn. Giật hết cả mình. Anh đang chạy rất là hồn nhiên, thằng bé nhảy qua trước mặt anh luôn. Đù. Nhạc kêu đúng phê. Anh chưa vỡ đầu. Bo đều rồi, bo này ra giữa không này. Đã chuẩn bị có bo đều. Ừ, nó trong nhà kia. Nhà. Trong nhà nó gì ấy? Nhà. Trường học. Ui, cho đấy à. Anh chưa nhìn ra, thằng nào có xe nhỉ? Thằng nào chơi xe nhỉ? Tao lấy xe đây. Long à. Đây này. Ui, vãi cả trường. Em bị đó hạ, em bị đó hạ. Cắt thế, nó thấy rồi. Nhà 2 tầng, nhà 3 tầng vậy? Nhà 2 tầng này, à 3 tầng này. Cái nhà hướng 240. Nhà trắng, nhà trắng. Một thằng bên dưới, hai thằng bên trên.
Đủ, ghê vậy mấy đứa ơi, chạy xuống, chạy xuống. Anh hết mất một kèo rồi, con này khoai thế. Cô bà hộ anh. Anh xuống phát. Hay, được. Bé nhân sao đai rồi. Bị thẳng trên à? Lao ngay lên trên, trên. Ui thằng bé đang xế anh này, lao lên trên, lên trên, lên trên, xử nó, xử nó. Lao ngay, lao ngay. Từng 2, từng 2, từng 2, nó là từng 2. Long si nó từng 2, hạ nó hộ anh về. Một xế anh không chậm vào bò. Rồi anh em vào đi anh. Ok, ok. Có thằng nữa không? Rồi bò ra xong hợp lý luôn này. Ơ vãi cả trưởng. Em nhà bên cạnh của người, nhà bên cạnh của người. Bên cạnh một đứa thôi. Nhà hai tầng á. Chứ đang ngồi sau ghế à? À liệu đi. No liệu đi em ơi. Dựng bông keo à? Nó dựng bông keo rồi em ơi. Ôi nó chết vì liệu rồi, nó chết vì liệu rồi. Chưa kịp quang. Tầm này còn lại 4 đứa. Nó mìn. Xin bên đây có người hả? Mọi người có bông keo không tranh quả đâu. Thấy mỗi cái hòm sát. Đây rồi, một quả bông keo. Lấy đi anh. À bên đây lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi mày. Được các khẩu ska phát xấy xúc căng. Bên đây có nhiều nha. Ok ok xin. Đây bông keo, bông keo. Xấy 5 bông keo nó luôn em. Nó đâu xì ạ? Bông keo ok. Nó đai chưa, đai chưa? Ui ui, em phía này, nó để lên này, để lên này. Vãi cả trời, để lên này, để lên này. Anh gãy, anh gãy, hạ nó xì ạ. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Long ơi, long ơi. Không còn một đứa nữa, còn một đứa nữa. Hai đứa nữa, dựng bông keo, dựng bông keo. Phía sau CA, phía sau, phía sau. Phía sau CA, hạ nó chưa? Mày, phải để càng thế. Còn đúng tí máu. Gắt thật. Còn nốt phát để chạy nào. Chạy thôi hạ nó. Ba cân một này. Anh chưa thấy Long ơi. Đâu vậy ta? Mẹ trong nhà à? Cô khách trước mặt anh. Cô khách trước mặt hả? Ok ok. Đây. Ok trước mặt này. Được. Anh thấy cho nhá. Cô khách 300 nha. Cô khách 300. Một đứa thôi. Làm sao? Chi để qua nó không dám bắn luôn em ạ. Đậu xanh. Thằng bé không dám ra. Tại đang có một đội support hùng hậu ngay phía sau này. Đứng đây em ơi. Đây, anh qua này. Nguyên đội support thế này, được. Hay. Được một kill rồi nha. Good game. Yeah. Cuối cùng bo đẹp, bo đẹp, bo đẹp. Còn này bo ra đây mới đẹp này. Cuối cùng cũng được một kill. Ra bơi chơi mấy đứa. Bo quá đây. Được một mấy hồn. Vui thế này. Ờ, anh tí 9 kill. Ừ, anh đi vét đấy em ạ. 9 kill lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.